Somalia Đại lãnh Chúa Nguyên Thủy Tù Trường 001 Vị Diện Đại lãnh Chúa Hệ Thống. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thục vận cao ốc thành đô tiêu trí thức kiến trúc, Lý Vĩ đứng tại cửa sổ sát đất trước, quan sát đại người đi trên đường, đối với mình cả đời này tương đương hài lòng, mỉm cười hồi ức quá khứ. 23 năm trước, hắn sinh ra ở nông thôn, cao trung liền bỏ học đi làm lính, bởi vì thành tích ưu dị, bị tuyển nhập tinh nhuệ chủ lực điều tra bộ đội, sau đó quang vinh xuất ngũ. Ngắn ngủi 2 năm, đã trở thành truyền kỳ, thành công cưới Bạch Phú Mỹ, lên làm giám đốc đảm nhiệm CEO, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Mà lại, mình còn rất trẻ, dạng này liền nên thỏa mãn a. À không mình còn muốn hướng chỗ càng cao hơn phấn đấu tranh thủ lại sáng tạo huy hoàng ha ha tương đương đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua oai oai bên trong lý vĩ bị lạnh đến tỉnh táo lại co rúm lại lấy nắm thật chặt áo khoác mẹ nó giữa mùa đông còn muốn xoa pha lê mà lại là xoa cao ốc tường ngoài pha lê lạnh muốn chết thở dài tiếp tục bắt đầu công việc sợ hãi lười biếng bị lão bản phát hiện vừa mới đương nhiên là huyễn tưởng hắn cao trung bỏ học tham gia quân ngũ lại bởi vì một lần nào đó khảo hạch thất bại bị đá ra bộ đội cầm hai vạn khối tiền xuất ngũ phí cưỡng chế xuất ngũ chuyển nghề nguyên nhân thật phức tạp dù sao bị mạnh lui lý vĩ lại không có thành thạo một nghề tìm việc làm rất khó khăn làm qua mấy phần lái xe bảo an chuyển phát nhanh viên huấn luyện viên công việc nhưng là tiền lương đều phi thường thấp cuối cùng hắn bằng vào đương lính trinh sát kỹ năng tìm tới một phần lương cao công việc cao ốc pha lê tường ngoài thanh tẩy công mỗi lần bốn 500 khối bên này đã lau xong lại buông xuống đi điềm lý vĩ cầm bộ đàm hướng trên lầu kêu gọi nhìn xem ngồi tại trong cao ốc bạch lĩnh cảm giác thật hâm mộ đáng tiếc mình không phải loại ham học cùng sinh viên không so được sâu khung từ 40 tầng, chuyển xuống đến 38 tầng, Lý Vĩ lại cầm lấy đồ lau nhà, bắt đầu trên dưới trái phải lau, Hạ Thiên làm chuyện này mà còn tốt chút, mùa đông gió thổi lạnh người chết. Tầng lầu càng cao, phong khẳng định càng lớn, xuyên áo lông đều cảm giác rất lạnh, hoạt động tốt đi một chút. Hắn một bên ra sức lau pha lê tường ngoài, một vừa nhìn trong cao ốc, xinh đẹp nữ bạch lĩnh xác thực không ít, từng cái rất xinh đẹp, chật chật tương đương ai đáng tiếc không có mình đồ ăn thân phận địa vị bên trên tranh lệch giống như hồng câu cũng không phải là người một đường lý vĩ cũng chính là nhàn rỗi không chuyện gì oai oai dưới thái độ phi thường bình tĩnh hắn tính cách cứ như vậy lạc quan bình tĩnh tích cực yêu huyễn tưởng không kiêu ngạo không tự ti tùy tâm sở dục đối mặt với trong cao ốc hiếu kỳ ánh mắt cũng làm như không thấy 35 tầng trừ 33 tầng trừ 31 tầng trừ 29 tầng trừ 27 tầng, rất nhanh liền lau xong hơn phân nửa diện tích, hắn nhiệm vụ liền mặt này, những vị trí khác thuộc về người khác phụ trách, thời gian cũng gần chưa rồi. Trái vù vù tương đương phải vù vù tương đương bên trên bá tương đương hạ bá tương đương trên đường phố, đám người rộn rộn ràng ràng, đi ngang qua nơi này đều sẽ ngưỡng vọng hai mắt, để lý vĩ rất kiêu ngạo cười bỉ ổi ở trên cao nhìn xuống nhìn mỹ nữ mà lại soi mói. Cái này rất xinh đẹp, cái này cũng không tệ, cái này cắp quá nhỏ, cái này chỉ sợ có DA, bất quá vẫn là cái kia la lị tương đối đáng yêu. Hắc 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 tương đương, gia hỏa này niệm niệm lải nhải, nghỉ ngơi trong chốc lát, cầm bộ đàm chuẩn bị kêu gọi, để mái nhà thả hắn xuống dưới, ăn xong cơm trưa lại tiếp tục bụng đều đói dẹp bụng đột nhiên sương mù mông lung bầu trời ẩn ẩn có một đạo rất ánh sáng yếu ớt bắn về phía mặt đất chuẩn xác mà nói liền là bắn về phía thục vận cao ốc càng chuẩn xác mà nói hẳn là là bắn về phía lý vĩ quả nhiên tia sáng này rất chuẩn xác đánh chúng hắn đỉnh đầu thưởng thức la lị mỹ nữ lý vĩ căn bản không có chú ý chỉ cảm thấy đầu tê dần sau đó, thẳng tắp ngã quỵ, trên mặt còn bảo trì rất hèn mọn dáng tươi cười, may mắn sâu khung có hàng rào, không phải khẳng định rơi xuống ngã chết ra hỏa này, 25 tầng cao đâu tương đương. Đích tương đương khóa chặt người sử dụng sóng não, tự động đăng ký, đăng ký thành công. Dấu hiệu 25.755 sao 333 hào, ngẫu nhiên rút ra nông trường, rút ra bên trong ING, rút ra thành công. Bắc Phi Somalia trừ 57 khu vực, bắt đầu download đại lãnh chúa hệ thống, xin chờ đợi. Nửa giờ sau, download thành công, lắp đặt thành công, khởi động bên trong. Lý Vĩ mơ mơ màng màng tỉnh lại, vuốt vuốt chóng mặt cái ót, chậm rãi mở mắt ra, lập tức sững sờ. Cái này mẹ nó là địa phương nào? Cảm giác thật lớn, thật sáng A à, tương đương bệnh viện A. À. Không đúng, không giống bệnh viện. Hắn nhìn kỹ một chút hoàn cảnh bốn phía, càng thêm kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên trái phải trước sau quan sát, trong nháy mắt mộng bước. Phát phát hiện mình tại một gian toàn phong bế, ngay cả cửa sổ đều không có trong phòng, không đúng, phải gọi phòng thí nghiệm hoặc là một loại nào đó trong phòng điều khiển. Tạo hình phi thường khoa huyễn diện tích lớn khái 20 mét đường kính hình tròn, lý vĩ chính diện là một khối cự hình màn hình, thị giác cực hạn HD, không có cái khác bất kỳ trang sức gì vật phẩm, cái ghế đều không có hé mở. Cũng không có cửa cửa sổ, không có khe hở, không có tạp vật cùng có thể di động đồ vật, ổ điện đều không có, sàn nhà đơn giản có thể sử dụng đầu lưỡi tùy tiện liếm, sạch sẽ không nhuốm bụi trần lý vĩ ẩn ẩn có loại suy đoán nhưng hắn không thể tin được có loại này đại hảo sự sẽ rớt xuống trên người mình chẳng lẽ đây là cái nào đài truyền hình trò đùa quái đản tiết mục ha ha đây là chơi ác đúng không ta liền biết là trò đùa quái đản tiết mục nhanh lên thả ta ra ngoài không phải lão tử cáo các ngươi phi pháp giam cầm đây là tại phạm tội nha lý vĩ hoảng sợ cười lớn tiếng kêu gọi đe dọa nắm cỏ, thế nào không có phản ứng, không nên làm ta sợ. Thật chẳng lẽ bị ngoài hành tinh người bát, nhìn cái này siêu cấp đại bình phong, tối thiểu giá trị ngàn vạn người dân tệ trở lên, phía trên là tấm bản đồ phiến. Cái gì hình ảnh? Rất kỳ quái hình ảnh, có điểm giống là sa mạc bãi dáng vẻ, phi thường hoang vu, đất vàng cắt đá phối hợp khô héo bụi cỏ dại, cảm giác giống châu phi địa khu không sai tôn kính người sử dụng đây là Somalia nhất Nam Phương Hạ Jabada Dex tại Kismayo phụ cận chờ đợi chúng ta qua đi mở mang đâu một người tính hóa máy móc thanh âm nhắc nhở đột ngột truyền đến lại dọa Lý Vĩ nhảy một cái Châu Phi Somalia vậy ngươi ngươi lại rốt cuộc là ai hoặc là nói có phải hay không người đâu Lý Vĩ nhìn màn ảnh thấp thỏm hỏi thăm lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt đột nhiên trên màn hình lớn hình tượng thay đổi Somalia ảnh chụp biến mất một cái màu trắng tiểu tinh linh xuất hiện tại hệ thống số liệu bối cảnh bên cạnh bộ dáng phi thường đáng yêu tôn kính người sử dụng nhất định phải chúc mừng ngươi trở thành bản vũ trụ duy nhất bị vị diện đại lãnh chúa hệ thống thành công khóa lại ký kết người sử dụng ngươi muốn phát đại tài á tiểu tinh linh cười tủm tỉm hướng lý vĩ chúc mừng sau đó lại tự giới thiệu đến ta là hệ thống tinh linh người có thể trực tiếp gọi ta hệ thống liền tốt nơi này là phòng điều khiển tại dùng hộ trong não không sai là giả lập cọc hệ thống vị diện đại lãnh chúa kia cái hệ thống này có cái gì công năng công dụng đâu nhìn qua tiểu thuyết người nào không biết những này hệ thống đều có các loại nghiêu bức công dụng a thăng cấp rút thưởng nhiệm vụ hối đoái điểm tích lũy lý vĩ Hệ thống, người có thể rút thưởng A, hệ thống. Thật xin lỗi, không có rút thưởng công năng, lý vĩ. Kia điểm tích lũy đâu? Hối đoái đâu, hệ thống. Thật có lỗi, cũng không có điểm tích lũy hối đoái, lý vĩ. Không có cái gì, vậy ngươi có thể làm gì, hệ thống. Tôn kính người sử dụng, ta sẽ trồng trọt. Lý vĩ mộng bức, sẽ trồng trọt hệ thống vậy ngươi vì cái gì không gọi, vị diện đại nông trường, hệ thống, thế mà gọi cái gì, vị diện đại lãnh chúa, hệ thống, hố cha. Somalia đại lãnh chúa nguyên thủy tù trường 002 sẽ trồng trọt hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Hệ thống tiểu tinh linh nhìn xem lý vĩ, biết ra hỏa này tại khinh bỉ mình, lúng túng giải thích. Đại lãnh chúa hệ thống trước kia liền gọi đại nông trường hệ thống, gần nhất vừa mới thăng cấp. Từ đơn thuần nông trường hệ thống, tăng lên rất nhiều hắn công năng cùng hạng mục vì lộ ra càng cao cấp hơn, cho nên đổi tên vị diện đại lãnh chúa hệ thống, nghiệp vụ vẫn là trồng trọt. Lý Vĩ thở dài, lão tử liền biết, khẳng định không có chuyện tốt như vậy, làm đã hơn nửa ngày, lại là cái trồng trọt dùng phá hệ thống, mà lại lãnh địa tại Somalia. Hệ thống, nếu là ký kết, có thể giải trừ a, đương nhiên có thể làm hệ thống người sử dụng, tùy thời đều có thể tháo rỡ, vị diện đại lãnh chúa, hệ thống, bất quá tôn kính người sử dụng ngươi xác định, muốn tháo rỡ bổn hệ thống. Tiểu tinh linh chế nhạo hỏi lại, ngữ khí cao ngạo, biết hắn không có khả năng tháo rỡ, cũng tinh tường hắn suy nghĩ gì, hệ thống đã dung hợp người sử dụng đại não, tư duy đồng bộ chia sẻ không ngoài sở liệu, Lý Vĩ nghĩ nghĩ, cự tuyệt tháo dỡ đại lãnh chúa hệ thống, mặc dù có chút gân gà, nhưng tốt xấu là trong truyền thuyết hệ thống A. Thăng cấp bản đại nông trường hệ thống, vậy khẳng định cũng là rất nhiều bức hệ thống, so không có mạnh. Trồng trọt, chăn dê, nuôi thả ngựa, thả câu, đương tiêu diêu tự tại chủ nông trường, cảm giác cũng không tệ. Mà lại kiếm tiền khẳng định không thành vấn đề, hệ thống đều đã chúc mừng hắn, mình cái này tiểu cùng bức chẳng phải thiếu tiền a, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Đại chủ nông trường a, có hệ thống hỗ trợ trồng trọt chăn dê nuôi thả ngựa, lão tử muốn phát đại tài rồi tương đương nghịch tập cao phú soái, cưới bạch phú mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, không còn là mộng tưởng a. Hắc 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 tương đương, Lý Vĩ đã bắt đầu oai oai, bệnh cũ lại phạm vào hệ thống tiểu tinh linh xem thường gia hỏa này đầy trong đầu đều là rất hèn mọn huyễn tưởng kiếm tiền đánh mặt cua la lị ngự tỷ hoa khôi cảnh sát bạch lĩnh nữ tổng giám đốc các loại mỹ nữ bất quá nói đi thì nói lại gia hỏa này tính cách xác thực rất không tệ tích cực lạc quan tiến tới mà lại năng lực tiếp nhận mạnh phi thường tâm tính không có quá nhiều cải biến về phần tán gái đây có tặc tâm không có tặc đàm kỳ thật cùng hắn nghèo bức không quan hệ là gia hỏa này muộn tao đương nhiên tạo thành muộn tao nguyên nhân chủ yếu có lẽ còn là nghèo hệ thống lườm hắn một cái nhắc nhở tôn kính người sử dụng xin yên tâm bổn hệ thống không gì làm không được nếu như ngươi bây giờ dễ dàng trước hết nghe ta giới thiệu hừ hừ a à, a à tương đương tốt lý vĩ lấy lại tinh thần hắn đối cái này thổi nghiêu bức hệ thống hơi không hài lòng còn không biết xấu hổ tự xưng không gì làm không được rút thưởng công năng đều không có tiểu tinh linh mặc kệ hắn rút thưởng công năng vị diện đại lãnh chúa hệ thống cũng không phải rút thưởng hệ thống ra hỏa này thuần túy não tàn tiểu thuyết nhìn quá nhiều tẩu hỏa nhập ma a à khụ khụ tương đương tôn kính người sử dụng đầu tiên ngươi nhất định phải làm rõ ràng một điểm vị diện đại lãnh chúa hệ thống cũng không phải là những cái kia hư cấu hố cha hệ thống nó là công cụ phụ trợ chúng ta tận sức tại phục vụ người sử dụng vì người sử dụng cung cấp nhất toàn diện cẩn thận nhất mạnh nhất hữu lực nông nghiệp sản xuất phụ trợ duy trì cụ thể mời xem màn hình lớn lý vĩ gật gật đầu trung thực nghe nó giảng giải cảm giác mình có chút suy nghĩ nhiều làm gì nhất định phải rút thưởng rút thưởng hệ thống kỳ thật mới nhất hố cha ngẫm lại đều không đứng đắn hệ thống tinh linh tại màn hình bối cảnh bên trên vạch một cái hệ thống số liệu liền hiện ra phía trên tư liệu phi thường kỹ càng tứ đại bản khối đẳng cấp nhà kho lãnh địa tài nguyên đẳng cấp tạm thời chưa có chờ đợi tiếp thu lãnh địa nhà kho một mét vuông không phần một trăm chiếm dụng lãnh địa mười mẫu chờ đợi tiếp thu lãnh địa tài nguyên tạm thời chưa có công năng không khoáng vật không đặc thù không trải qua hệ thống tiểu tinh linh giải thích tăng thêm trên màn hình lớn ghi chú tin tức lý vĩ làm rõ ràng nguyên lai cái hệ thống này xác thực phi thường như bước công năng tương đương cường đại mấu chốt không hố cha lấy phục vụ làm mục tiêu, trước mắt liền là đẳng cấp quá thấp, cho nên công năng tài nguyên thiếu, mặt khác mình vận khí phi thường khổ cực thế mà rút đến Somalia. Ngẫu nhiên rút ra, hết lần này tới lần khác rút đến châu Phi, nếu như năng rút đến châu Âu liền phát tài. Đạp mịa cái này phá hệ thống duy nhất một lần biến tướng, rút thưởng, liền đem mình hố. Vân vân, hệ thống, đó là ngươi rút ta năng không thể tự kiềm chế rút lần nữa qua lý vĩ vẻ mặt cầu xin biểu thị phi thường không hài lòng muốn rút cũng nên ta tới đi thật có lỗi tôn kính người sử dụng lãnh địa là hệ thống tự động ngẫu nhiên rút ra không quan hệ với ta tiểu tinh linh đồng dạng biểu thị không lưng cái này nồi người sử dụng không thể tự kiềm chế rút nắm cỏ, hệ thống, người phải biết, Somalia khí hậu phi thường khô hạn, chị ăn rất hỗn loạn, làm không tốt liền bị hải tặc chộp tới làm bia đỡ đạn. Lão tử cũng không đi. Lý Vĩ cũng không ngốc, Somalia là địa phương nào? Toàn cầu nhất nghèo khó quốc gia, hỗn loạn nhất quốc gia, nhất cằn cỗi khô hạn một trong những quốc gia, mình đi trồng đĩa. Ha ha tương đương liền sợ có mệnh kiếm tiền, mất mạng hoa nha. Mặc dù đã từng đi lính, mà lại là lính trinh sát, nhưng hắn tin tưởng cũng không có chứng dùng. Somalia người dũng mãnh thiện chiến là toàn cầu đều rất nổi danh, chiến đấu phi thường dũng mãnh. Ân tương đương Lý Vĩ không muốn chết, có chút sợ hãi, tình nguyện tiếp tục xoa pha lê, cũng không muốn đi Somalia, trừ phi hệ thống có thể cam đoan an toàn, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôn kính người sử dụng, xin yên tâm, đại lãnh chúa hệ thống có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, cái này an toàn phạm vi giới hạn lãnh địa bên trong, khu vực khác không tính. Tiểu tinh linh phi thường tự tin, giải thích nói. Đại lãnh chúa hệ thống có phòng ngự công năng, bất kỳ cái gì tính công kích vũ khí chưa người sử dụng cho phép, tại lãnh địa bên trong đều không thể sử dụng. Trở lý vĩ tiếp thu lãnh địa, trở thành thực tập nông phu, có thể cam đoan 10 mẫu lãnh địa bên trong, tuyệt đối an toàn bất quá rời đi phạm vi lãnh địa về sau liền nhìn mình phản ứng hồ tương đương còn có cái này công năng vậy ngươi không nói sớm hừ hừ vừa mới đã nói qua bổn hệ thống thế nhưng là không gì làm không được tiểu tinh linh khinh thường lý vĩ ngược lại là thở dài một hơi tiếp tục nghe nó giới thiệu người sử dụng đẳng cấp có thực tập nông phu chính thức nông phu tinh anh nông phu tiểu trang viên chủ đại trang viên chủ tiểu chủ nông trường đại chủ nông trường tiểu lãnh chúa đại lãnh chúa chờ cấp 9. Lãnh địa phân biệt đối ứng. 10 mẫu trừ 30 mẫu trừ 100 mẫu trừ 500 mẫu trừ 1.000 mẫu trừ 5.000 mẫu trừ 1 vạn mẫu, mẫu 5 vạn mẫu 10 vạn mẫu 9 cấp bậc bao hàm thăng cấp trước lãnh địa không gian nhà kho, mỗi lần thăng cấp sẽ gia tăng, có thể phân loại chứa đựng lương thực, công cụ, cá nhân vật phẩm, nhưng là không thể chữ sống sót động vật, cũng là thăng cấp tiêu chuẩn. Đem nhà kho đổ đầy, hệ thống liền có thể thăng cấp. Nhất định phải dựa theo quy định yêu cầu, tồn đầy mỗi chồng lương thực, không cho phép mua sắm lương thực góp đủ số, nhất định phải là lãnh địa sản xuất tỉ như thực tập nông phu, lãnh địa 10 mẫu, yêu cầu sản xuất chứa đựng lương thực chính 1 mét vuông, liền có thể thăng cấp lương thực chính bao quát gạo mira, khoai tây, bắp ngô vân vân. Lý Vĩ không nghĩ cũng biết muốn trồng khoai tây. Khoai tây sản lượng là cao nhất mà lại trồng trọt đơn giản, không cần làm sao quản lý bón phân nhổ cỏ, sinh trưởng chu kỳ lại ngắn, hệ thống nghiêu bức nhất địa phương ngoại trừ an toàn hệ thống phòng ngự cùng không gian nhà kho lợi hại hơn là nhiệm vụ cùng thăng cấp bổ sung ban thưởng hạng mục ngẫu nhiên đưa tặng tài nguyên tài nguyên chia làm công năng khoáng vật đặc thù ba loại khoáng vật liền là lãnh địa tài nguyên khoáng sản dầu hỏa than đá đồng thiết kim thuộc khoáng thạch chờ tự nhiên tài nguyên sẽ không từ không sinh có Đặc thù cũng giống vậy, là đặc biệt tài nguyên, bắt nguồn từ phạm vi lãnh địa bên trong, hệ thống có thể phát hiện, lại không thể từ không sinh có biến ra, mà công năng, lại có thể. Công năng, liền là, hệ thống phụ trợ công năng, trong đó bao quát thiên nhiên con suối, thổ nhưỡng cải tiến, thu hoạch cường hóa, thậm chí cải biến khí hậu hoàn cảnh. Chờ một chút thần kỳ công năng, Lý Vĩ chỉ có thể biểu thị mộng bức, Somalia đi lên tương đương. Somalia đại lãnh chúa nguyên thủy tù trường 003 Somalia tìm đường chết đi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thành đô thứ 5 bệnh viện nhân dân, ICU trọng chứng giám hộ trong phòng khẩn trương bận rộn, số lớn bác sĩ y tá, thậm chí ẩn ẩn vượt qua bệnh nhân số lượng, nguyên nhân còn phải nói sao? Tiến ICU không có chỗ nào mà không phải là hấp hối bệnh nặng, trong đó có gần một nửa khả năng sẽ đưa đi nhà tang lễ, Lý Vĩ liền nằm tại trọng chứng giám hộ thất hút dưỡng, chờ đợi chuyên gia hội trần. Hô hấp đều đặn, kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường, ấn lý thuyết khẳng định không nên ở ICU, bất quá tình huống đặc thù, bác sĩ đã thử qua vô số biện pháp, dù sao liền gọi không dạy hắn điện tâm đồ bình thường sóng não đồ hỗn loạn bệnh viện liền sợ hắn đột nhiên não tử vong cho nên đưa đến ICU giám hộ đồng thời tùy thời chuẩn bị cứu giúp chờ đợi thần kinh khoa chuyên gia hiển nhiên bệnh viện uổng phí sức lực hết thảy bình thường thần kinh nội khoa chuyên gia còn chưa tới lý vĩ đã cùng hệ thống thương lượng xong mau chóng đi Somalia tiếp thu hắn ở vào Astas Baki lãnh điện thăng cấp thăng cấp thăng cấp thực tập nông phu, chính thức nông phu, tinh anh nông phu, đều chỉ năng lựa chọn trồng trọt, mà tiểu trang viên chủ, đại trang viên chủ còn có thể nuôi dưỡng gà vịt xúc vật đến chủ nông trường cấp bậc. Hệ thống mới mở ra mục tràng công năng, nuôi dưỡng dê bò ngựa. Trở thành tiểu lãnh chúa, sẽ còn gia tăng tác phường, có thể sản xuất các loại vật phẩm, đại lãnh chúa thì càng treo, trực tiếp biến thành máy móc đại công nhà máy, hiệu quả đương nhiên 666 đại lãnh chúa về sau, liền đã mắc cấp rồi. Đằng sau còn muốn phân đại lãnh chúa LV1, LV2, LV3, LV4, LV5, mắc cấp có thể chiếm lĩnh Somalia, tấn cấp siêu cấp lãnh chúa. Đến lúc đó, toàn bộ Somalia, đều trở thành lý vĩ mình hậu hoa viên, xưng là Somalia lĩnh, hệ thống sẽ hỗ trợ khống chế lãnh địa hết thảy, có phải hay không rất nhiều bước đáng tiếc độ khó không phải bình thường lớn thăng cấp điều kiện siêu cấp biến thái khó khăn bất quá phía trước rất đơn giản trong vòng một năm trở thành đại trang viên chủ hẳn không có vấn đề đại lãnh chúa trước đó đều tương đối dễ dàng thăng cấp điều kiện giới hạn tại đổ đầy nhà kho lý vĩ đã có sơ bộ thăng cấp nhanh chóng kế hoạch rời khỏi đại lãnh chúa hệ thống mơ mơ màng màng mở mắt ra phát phát hiện mình thế mà nằm tại trên giường bệnh còn mang theo dưỡng khí mặt nạ ngực dán tâm điện giám hộ thiếp phiến liên tiếp đến máy móc bên trên nắm cỏ tương đương icu trọng chứng giám hộ thất ốc ngày tương đương lý vĩ giật nảy mình tranh thủ thời gian đứng lên nghe nói mỗi ngày muốn tốt mấy ngàn còn không bao gồm kiểm tra phí lão tử tiền tiết kiệm còn chưa đủ ở một tuần lễ chạy trước lại nói về phần tiền thuốc men, khẳng định tính lão bản, thời gian làm việc đột phát tật bệnh cũng thuộc về tai nạn lao động phạm vi, chỉ cần Lý Vĩ không đi dọa dẫm một bút bồi thường, thế là tốt rồi. Về nhà, từ trước, đi Somalia tìm đường chết. Triệt tiêu trên người dưỡng khí mặt nạ, tâm điện tiếp phiến, máy móc đương nhiên tích 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 phát ra báo động, nhắc nhở bệnh nhân này muốn treo mấy tên y tá nhìn xem lý vĩ tỉnh lại mặt mũi tràn đầy mộng bức kinh ngạc biểu lộ nơi này là icu a chưa từng có cái nào bệnh nhân là đi ra trừ phi xác chết vùng dậy khụ khụ tương đương cái kia ta tiền thuốc men bao nhiêu tiền y tá bọn muội muội hai mặt nhìn nhau đột nhiên nhớ tới hắn là hôn mê cái kia thế mà tỉnh y tá trưởng nhìn xem trên bàn giao nộp biên lai like, trả lời đã giao rồi quả nhiên công ty lão bản chu bái bì còn không đến mức khất nợ điểm ấy tiền thuốc men nếu như người đã chết hắn khẳng định phải phụ trọng lỗ lớn thường trách nhiệm tuyệt đối bồi càng nhiều đã tiền thuốc men giao vậy ta liền đi chờ một chút ngươi còn không có kiểm tra đâu không thể đi không cần không cần thân thể ta rất tốt miễn đi khó mà làm được vạn nhất xảy ra chuyện tính ai, yên tâm, tính chính ta, khẳng định không có việc gì, Lý Vĩ lơ đễnh mình lại không bệnh, đợi tại bệnh viện sóng tốn thời gian A. Không để ý bác sĩ khuyên can, ký tên cầm còn lại 10.570 khối tiền, xuất viện về nhà. Đương nhiên, vẫn là gọi điện thoại, thông chi chu bái bì mình đã xuất viện, chuẩn bị trở về ra, dưỡng bệnh, còn lại một vạn khối tiền ngày mai cho hắn, thuận tiện từ chức giao tiếp nghe thấy gia hỏa này rốt cục tỉnh lại mà lại tự nguyện đưa ra muốn từ chức, Chu Bái Bì lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Lý Vĩ đột nhiên treo, hoặc là kéo tại trong bệnh viện. Khó được hào phóng một lần, đem còn lại tiền thuốc men coi như dinh dưỡng phí cho Lý Vĩ, mặt khác phát một vạn khối tiền sa thải bồi thường phụ cấp kim, tính là công ty bồi thường từ chối không được lý vĩ đành phải nhận lấy chu bái bì thật vất vả hào phóng một lần không đành lòng cự tuyệt a à, hai vạn khối tiền tăng thêm mình tích xúc lộ phí đầy đủ hắc hắc tương đương somalia tiểu gia ta tới rồi lý vĩ tâm tình rất không tệ đột nhiên đạt được hệ thống hiện tại còn cảm giác rất ly kỳ đâu thậm chí hoài nghi là không phải mình đầu óc xảy ra vấn đề lại hoặc là đang nằm mơ hiển nhiên đây hết thảy đều là thật không gian nhà kho có thể chứng minh hệ thống khách quan tồn tại nhỏ hơn một mét vuông thể tích đồ vật có thể tùy ý bỏ vào hoặc là lấy ra phi thường thuận tiện một hộp khói một bình nước một bình nông phu sơn tuyền một chi cái bật lửa đều có thể lý vĩ trở lại mình thuê lại phòng nhỏ tràn đầy phấn khởi thí nghiệm nồi cơm điện ta thu tương đương ra tương đương laptop ta thu tương đương ra tương đương gối đầu ta lại thu tương đương cũng cút ra đây tương đương giường ta cũng thu tương đương thu tương đương thu không đi vào lý vĩ sững sờ nhìn xem giường không có phản ứng đột nhiên nhớ tới chỉ có thể giả một mét vuông khẳng định vượt qua mặc dù hơi nhỏ một chút điểm, nhưng tuyệt đối siêu thuận tiện A tương đương nếu như dùng để buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hiệu quả khẳng định mọi việc đều thuận lợi, thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên cũng chính là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, không có ý định thật cán buôn lậu. Hắn chính chơi thật cao hứng đâu, hệ thống tiểu tinh linh lại đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Tôn kính người sử dụng, người cảm giác mình rảnh đến nhức cả trứng A chúng ta thời gian rất gấp ải tương đương đừng nóng vội còn muốn làm hộ chiếu hộ chiếu mua sắm đổi xe quốc tế vé máy bay hối đoái ngoại hối chưa có một tháng thời gian khẳng định làm không được hiệu suất quá thấp lý vĩ ngay tại giải thích đột nhiên một chương hộ chiếu cùng hộ chiếu trống rỗng xuất hiện sau đó là một phần văn kiện nhìn xem giống như viết cái gì somalia nhân nhân trao quyền nhân nhân hiệp nghị anh ngữ quá kém ả rập ngữ càng đừng đề cập hai phần văn kiện đều là anh ngữ ả rập ngữ mặc dù không biết phía trên cụ thể cái gì nội dung nhưng đại khái có thể đoán được tôn kính người sử dụng đã làm xong hiện tại ngươi chỉ cần mua sắm vé máy bay trực tiếp tiến về somalia lãnh địa chuyển nhượng trao quyền chứng minh cũng ở nơi này Hệ thống tiểu tinh linh kiêu ngạo nhắc nhở, về sau lãnh địa thăng cấp mang tới thổ vấn đề từ hệ thống giải quyết, hộ chiếu hộ chiếu thuận tay hỗ trợ giải quyết, hệ thống không gì làm không được. Kia vé máy bay đâu? Người thế nào không mua hết? Lý Vĩ lặng lẽ nhả rãnh, bất quá cũng minh bạch vé máy bay đều là đối ứng có vị trí, người gian lận mua, khẳng định sẽ bị người ta phát hiện ra, mình dùng tiền mua a tương đương thành đô bay Dubai, Mogadishu mayo chuyển hai chuyến máy bay về sau lại ngồi một đoạn ô tô sau đó cưỡi lạc đà đại khái lại chạy mấy cây số liền có thể tới chỗ hệ thống người mẹ nó thực sẽ thu ruộng phương hừ khụ khụ tương đương tôn kính người sử dụng thật không trách ta hậu thiên vé máy bay Somalia tìm đường chết đi lạc tương đương Lý Vĩ mua vé máy bay hậu thiên bay Dubai sau đó chuyển cơ tiến về Somalia thủ đô Mogadishu nghỉ ngơi một đêm lại bay Kismayo tới chỗ lại muốn làm pháp quá mẹ nó vắng vẻ chó nói hệ thống thật không biết nó làm sao rút hết lần này tới lần khác rút đến châu phi toàn cầu nghèo nhất nhất loạn nhất khô hạn địa phương cố ý a à. Somalia Đại lãnh Chúa Nguyên Thủy Tù Trường 004 Đại mua sắm xuất phát. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Đi Somalia trồng trọt muốn chuẩn bị thứ gì đâu. Lý Vĩ cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Đầu tiên, ăn khẳng định đến chuẩn bị sung túc, châu Phi kia địa phương rách nát, tuyệt đối không có chính tông cơm chưa quán, ăn cơm liền rất có vấn đề. Thậm chí, ngay cả đồ ăn đều rất khẩn trương, Somalia lương thực nghiêm trọng thiếu, an toàn hình thức, chữa bệnh điều kiện cũng lộ ra phi thường không thể lạc quan, nhất định phải có chuẩn bị. Sau đó, mới là trồng trọt vấn đề, hạt giống nông cụ đương nhiên không thể thiếu khuyết, phân hóa học liền miễn đi, kia là hệ thống phụ trách giải quyết vấn đề, cùng ta cũng không quan hệ. Hệ thống phụ trợ công năng sẽ cung cấp con suối, thổ nhưỡng cải tiến cùng thu hoạch cường hóa, khu vực khí hậu điều tiết chờ một chút phi thường nghịch thiên thần kỳ công năng, trồng xuống không cần phải để ý đến. Áo, ăn, ở, được, hạt giống, dược phẩm. Không gian nhà kho một mét vuông còn thiếu rất nhiều, nhìn xem hai vạn đồng tiền vé máy bay đơn đặt hàng, Lý Vĩ Phi thường xoắn suýt, nếu như trồng trọt không thể kiếm được lộ phí, mình về nước đều khó khăn hệ thống người sẽ không lại lừa ta a à, hắn vào đầu hỏi thăm hố cha hệ thống tiểu tinh linh sợ hãi cái này cho nói hệ thống lừa hắn đi châu phi đại lục cùng hát thúc thúc làm bạn tôn kính người sử dụng vì cái gì nói lại trước kia ta đều không có hố qua ngươi đi tiểu tinh linh cười khổ lãnh địa thật sự là hệ thống ngẫu nhiên rút ra cùng người ta không quan hệ rồi tương đương nó cũng biết lý vĩ là sợ đi xa nhà dù sao châu phi không phải châu âu lo lắng rất bình thường tôn kính người sử dụng ngươi liền yên tâm đi nhất định có thể kiếm tiền tiểu tinh linh an ủi ban đầu hệ thống tốc độ lên cấp là phi thường nhanh ban thưởng cũng rất phong phú tấn thăng thực tập nông phu liền có suối nhỏ thổ nhưỡng cải tiến ban thưởng cấp một cái tiến, có thể đề cao mẫu sinh 30%, gia tốc sinh trưởng chu kỳ 20%, rất dễ dàng thăng cấp. Tấn cấp tiểu trang viên chủ về sau liền có thể kiếm tiền, dùng chưa tới nửa năm thời gian. 500 mẫu lãnh điện, trồng lương thực, nuôi súc vật, còn có thể trồng trọt cây ăn quả, dược liệu thần mã, Somalia được xưng là nhũ hương hết thuốc chi đô, làm thuốc bắc không có tâm bệnh. Somalia Đại lãnh Chúa Nguyên Thủy Tù Trường 005 đi Dubai xoa pha lê. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thời gian năm 2017 đến một ngày 10 sáng sớm, Lý Vĩ lôi kéo màu đen dương hành lý, đi vào thành đô phi trường quốc tế, đây là hắn lần thứ nhất thừa đi máy bay, hào hứng lại không thế nào cao. Tâm tình có chút phiền muộn. Muốn rời quê hương, chạy đến cách xa biển cả trọng dương Somalia, cùng châu Phi hắc thúc thúc cùng một chỗ khai hoang trồng trọt phơi nắng, ăn ở đều xảy ra vấn đề. Ai tương đương mấu chốt là chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không biết lúc nào mới có thể kiếm được trở về lộ phí, mắt thấy lập tức liền sắp qua Tết, mình lại chạy ra ngoại quốc hôm qua phụ mẫu cũng không quá đồng ý để hắn suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định dù sao đều là xoa pha lê tại thành đô hoặc là nước ngoài có cái gì không giống a à, dubai xa như vậy tôn kính các vị lữ khách bay hướng dubai quảng bá nhắc nhở vang lên lý vĩ lấy lại tinh thần đứng dậy chuẩn bị đi kiểm an đăng ký chỉnh thể đến xem sân bay trở về thành đô người tương đối nhiều người rời đi hơi thiếu lần này thành đô dubai bay thẳng còn có hơn phân nửa vé máy bay không có bán đi nếu như hệ thống gian lận nói không chừng có thể tiết kiệm hơn một vạn khối để hắn cảm giác rất tiếc nuối quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thành đô lý vĩ quay người xếp hàng kiểm an đăng ký mặc dù phiền muộn nhưng đã quyết định tiến về châu phi trồng trọt cũng không có cái gì tốt giả mồm lữ khách không coi là nhiều kiểm an tốc độ rất nhanh hành lý ủy trị về sau liền trèo lên lên phi cơ lý vĩ theo số hiệu ngồi tại mình đặt vị trí cạnh cửa sổ đạp vào châu phi hành trình trên máy bay không cho phép chơi điện thoại tiếp viên hàng không dáng dấp lại không có gì đáng xem tv cũng phi thường nhàm chán dứt khoát nhắm mắt lại làm bộ đi ngủ tiến vào đại lãnh chúa hệ thống thừa dịp không có chuyện lại nghiên cứu một chút hệ thống công năng Tiểu tinh linh thật cao hứng, có người bồi nói chuyện, cười hướng hắn cẩn thận giới thiệu. Phụ trợ công năng, người sử dụng đẳng cấp, lãnh địa đãi ngộ các loại tin tức, hệ thống sẽ không hố người. Mặc dù Somalia rất nghèo, rất cằn cỗi, rất hỗn loạn mà lại lãnh địa phi thường vắng vẻ, nhưng không quan hệ, không gì làm không được hệ thống có thể giải quyết, hết thảy đều không là vấn đề. Thổ địa cằn cỗi, hệ thống có thổ nhưỡng cải tiến, khô hạn thiếu nước hệ thống có thiên nhiên con suối. Khí trời nóng bức, khu vực khí hậu có thể điều chỉnh. trị An hỗn loạn, phạm vi lãnh địa rất an toàn. Nghèo khó lạc hậu, giá rẻ sức lao động vừa vặn phù hợp. Kỳ thật, Somalia ở trước kia rất không tệ, có rất nhiều chứ danh thi nhân văn học gia, dân chúng rất nhiệt tình, văn minh lễ tiết phi thường đáng giá ca ngợi, không có hải tặc, không có chiến loạn thẳng đến năm 1991 về sau, mới xuất hiện đại động đảng. Trước mắt, Somalia phía chính phủ, lần Somalia lan cùng Tây Nam quốc cát cứ, mà xuống Jabada Dex, ở vào phía chính phủ khu khống chế vực nội, ở vào nhất Nam phương vị trí. Lý Vĩ nhìn lấy địa đồ, Somalia tại vịnh Aden trọng yếu nhất cửa sông phía Nam, hiện ra dấu lớn hình dạng, quốc thổ diện tích chỉ có Trung Quốc một phần 13, mấy cái tỉnh lớn nhỏ nhân khẩu ngàn vạn tả hữu kinh tế sụp đổ, lương thực cũng không thể tự cấp tự túc, lấy nhũ hương, hết thuốc, chuối tiêu, xúc vật lối ra thu hoạch ngoại hối, cũng dựa vào quốc tế trợ giúp. Cơm đều ăn không đủ no, khó trách bí quá hóa liều, ăn cướp phụ cận thuyền con qua lại, vì sinh tồn mà thôi. Lãnh địa thủ phủ bến cảng Kismayo, liền là hải tặc đại bản doanh. Kismayo, mặc dù rời xa vịnh Aden, lại là trọng yếu thương nghiệp bến cảng, hạ gia Bada Dex kinh tế trung tâm, đoàn hải tặc băng chiếm cứ ở đây ẩn nấp bắt bọn hắn không có cách. Hệ thống chúng ta ngôn ngữ không thông, làm sao đi cùng những cái kia Somalia người giao lưu? Lý Vĩ đột nhiên nghĩ đến, bất luận Somalia ngữ hoặc Ả Rập ngữ, hắn cũng không biết. Tiểu Tinh Linh kiêu ngạo cười một tiếng, cải chính tôn kính người sử dụng ngươi phải hiểu rõ là ngươi ngôn ngữ không thông không phải chúng ta ngôn ngữ không thông nha bổn hệ thống là không chỗ không gì làm không được đúng không lý vĩ liếc một cái hệ thống tiểu tinh linh con hàng này lắc đầu khinh bỉ phiên dịch công việc về sau giao cho nó đến phụ trách nói sang chuyện khác dò hỏi hệ thống chúng ta lãnh địa đâu ta xem một chút, ngay ở chỗ này, Somalia nhất Nam Phương, Hạ Gia Ba Đa lại đi qua một chút xíu, nơi này gọi là Bitlis Tiểu Trấn, lại ngã về Tây 23 km. Ha ha tương đương siêu cấp trên màn hình lớn, cho thấy một mảnh phi thường hoang vu sa mạc bãi, địa thế so sánh bằng phẳng, liếc nhìn lại đều là đất vàng cắt đá, cỏ khô tiểu gò núi. Ngay cả cây đều không có mấy cây sinh cơ tàn lụi, nơi xa có mấy tòa đại sơn liên miên, hơi có một tia màu xanh biếc, khoảng cách lãnh địa tối thiểu 20 cây em, tiểu trấn ngay tại chân núi. Nói là tiểu trấn, kia mẹ nó thật là tiểu. Từ trên bản đồ nhìn tựa như một cái thôn, mà lại rất cũ nát, tình huống cụ thể tạm thời thấy không rõ lắm, địa đồ là giả lập. Hừ hừ tương đương hệ thống, ta đều chẳng muốn nhả rãnh ngươi lý vĩ bĩu môi khinh bỉ phương viên mấy chục dặm mẹ nó ngay cả cái bóng người đều chưa ở lều vải củi đốt nấu cơm điện thoại tín hiệu khẳng định cũng không có càng đừng đề cập lên mạng ai tương đương không có wifi thời gian này làm sao sống a à, rời khỏi hệ thống lý vĩ mở mắt ra phát hiện máy bay cũng sớm đã cất cánh đều tiến vào tầng mây hắn ngồi bên cạnh một vị thời thượng mỹ nữ rất xinh đẹp rất có khí chất một thân quần dài trắng, cao gót dày da, xem ra hẳn là tương đối tuổi trẻ, đại khái 25 đến trừ 26 tuổi, so với mình hơi muốn đại như vậy một chút, ân. Bộ ngực cũng rất lớn. Bất quá, lặng lẽ liếc qua, Lý Vĩ liền quay đầu quan sát ngoài cửa sổ Vân Hải, cũng không phải là không nhìn mỹ nữ, nhìn chằm chằm người ta nhìn lén khẳng định không tốt lắm đâu rất mất mặt ai tương đương đơn giản tới nói da hỏa này da mặt mỏng tính cách lại hơi ngại ngùng muộn tao đại nam tử chủ nghĩa không có ý tứ chủ động bắt chuyện nói chuyện phiếm pha trò đáng đời độc thân cầu a kỳ thật lý vĩ dáng dấp phong nhã khí mặc dù không dám nói là đại xuất ca nhưng tuyệt đối cũng không áp chế thân cao gần có chừng một thước tám dáng vẻ làn da vẫn rất trắng nõn lần này đi châu phi phơi một vòng không biết còn có thể hay không bảo trì lại có lẽ cũng thay đổi hắc thúc thúc mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốt làn da a à, bị hệ thống làm hỏng lý vĩ than nhẹ một tiếng mặt mũi tràn đầy u buồn bên cạnh mỹ nữ trộm nhìn hắn một cái trong lòng rất hiếu kỳ cảm giác nam sinh này tựa hồ rất phù hợp kinh không có nhìn lén bắt chuyện hiển nhiên nàng cũng không biết ra hỏa này là bởi vì muộn tao xấu hổ duyên cớ không có ý tứ bắt chuyện lý vĩ phát hiện nàng rất ánh mắt tò mò quay đầu liếc nhau người tốt ta gọi tiêu nhã mạng lưới biên tập ách tương đương người tốt ta gọi lý vĩ công nhân vệ sinh thanh công nhân vệ sinh tiêu nhã rất mộng bức nhìn lên trước mặt rất anh tuấn nam sinh biểu lộ quái dị vô ý thức cho rằng đối phương đang nói đùa cũng không tin hắn nói Lý Vĩ cười cười, trả lời: "Không sai, cao ốc Pha Lê tường ngoài công nhân vệ sinh, không trung xoa thủy tinh, ta đi Dubai nhận lời mời xoa pha lê, đây đương nhiên là lừa dối." Tiêu Nhã lại tin là thật, hai mắt tỏa sáng, lôi kéo Lý Vĩ hỏi thăm Không Trung Xoa Thủy Tinh sự tình, xuất ra laptop ghi chép đầu này trọng yếu tin tức, chuẩn bị đợi chút nữa liền phát. UC đầu đề, liền thích tin tức này, cái gì đi Dubai làm ăn mày, bắt cá chạch, nuôi trúc chuột, Ukraine miễn phí năng cưới vợ a, loạn thất bát tao tin tức. Nàng mỗi lần đều là cùng phong, lúc này rốt cuộc tìm được một đầu có sáng tạo tin tức, Dubai xoa pha lê. Tuyệt đối là đầu bản gốc tin tức, UC độc giả liền thích cái này. Tiêu đề, sợ ngây người, xoa pha lê thu nhập một tháng 10 vạn.